Châu bữa nay mày mày tao thấy mày khác lắm nghe Châu nghe. Mày nói cái chuyện gì em nó bơi dưới nước mà nó có bầu là sao? Hả? Mày nói lại tao nghe coi. Không chứ em nghe anh kể với mấy con thì bơi và lên có bầu mấy tháng sau có bầu mà. Đúng rồi thì bơi. Thì các bác sĩ nó còn kinh luôn đó. Tại vì biết sao đây này, đây là cái hồ bơi nè. Đó. Xa quá anh không thấy anh quay nè. Thả thổi nước á, chụp rõ. Đúng rồi. Đó. Công ty em cứ gọi chị Tú Anh đi hỏi đi, hỏi coi. Nói anh Giang á, anh nói vậy đó, cái hồ bơi. Bơi cẩn thận chứ bơi mà ấy là tới nó có. Nó có bầu rồi chết luôn, nhưng mà vậy. Nhiều người cái phụ nữ mà không biết xuống cái hồ bơi tập thể bơi xong về có bầu. Nói vậy đó. Đúng không cháu? Tắm như ngày trứng nó đụng á. Hả? Trứng đụng cái có bầu à? Thôi thôi em lên đi, em lên đi bé. Anh khuyên em chân tình á. Em lên. Chị ơi. Hello. Lấy cái phát giúp em với. You have a good time today? Yeah. So you fly, now you fly somewhere for dinner. Now you go somewhere for dinner or? Yeah. Yeah, but I hear you. Hendrik, yeah. It's beautiful. No, I should ask you tonight. Now you have to go out to find somewhere for dinner, right? Yeah. Okay. Enjoy the evening. Cái này, anh là chuẩn luôn á. Đó. Đó, em về đó nghe, mà em bơi xong nghe. Mà 9 tháng 10 ngày sau em lòi ra đứa con nha. Nha. Ơ, bơi dưới hồ nước mà cái tỷ lệ mà có cái tỷ lệ mà có bầu á nghe là khoảng 2%. Đó. Đó, người vài đây mà bơi dưới nước đó mà lên mà không có bầu với lạ. Thấy chưa? Đó. Thấy chưa?